Vâng, với video tiếp theo thì em lại test thử một cặp loa, đây gọi là hai chiếc loa để cho bác khách. Bác đến từ Quang Minh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Bác đã đến bên cửa hàng ủng hộ một đôi loa, như với một đôi loa này nó là hai chiếc loa hai đời khác nhau, nhưng mà về cùng sở hữu bát 30 và tép kèn. Và bác chỉ cần chất lượng thôi, còn đâu ngoại hình thì bác không quan trọng. Không quan trọng về hình thức, chỉ cần chất lượng. Còn đâu chất lượng thì của dòng hoa bãi cho bên em về thì nó bị lệch thì em bán với giá cho bác cả giá, cũng là giá hữu nghị tình yêu. Bác về bác dùng gia đình thì bác chỉ cần về chất lượng âm thanh của nó thì là bác gần gù. Khi em mở một đoạn nhạc thôi thì em cũng quay một đoạn nhạc để mời toàn thể các bác thưởng thức chất âm của cặp loa full nha, full bát 30 hàng bãi xịn tép kèn nhá. Mời bác phạm lên hộ em cái. Chất âm của sản phẩm hàng bãi thì lúc nào cũng rất chi tuyệt vời. Và chất âm của đôi bát 30 tuy là hai thùng nó lệch nhau nhưng mà nghe của nó thì nghe vẫn như nhau thôi các bác nhé. Nó cùng một đời thôi, nhưng mà nó là cùng một hãng nhưng mà nó khác đời, nên là nó hơi thiết kế hơi khác nhau một chút do màu đen và màu lâu. Thì bác khách bác cũng không quan trọng về cái hình thức, nhưng mà về chất âm của nó thì nó quá mỹ mãn. Và bác cảm nhận là về những sản phẩm hàng bãi tuy nó bị lệch nhau một chút thì chất âm của nó có tuyệt vời không bạn? Có tuyệt vời đấy. Quá tuyệt vời đúng không? Rất phê đấy. Rất phê đúng không? Giá đúng là giá rất tình yêu phải không? Bác nào thích mua những sản phẩm giá thanh lý thì bên em cũng có một vài cặp, không phải lúc nào cũng có những sản phẩm mà thanh lý. Nếu mà cứ thanh lý thì bên em lại lúc nào cũng bị bù lỗ rất nhiều. Thì các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke, về những đồ mới, đồ xịn đẹp thì bên em cũng rất rất nhiều. Thi thoảng bên em có một vài cặp thanh lý thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung nhé. Về những sản phẩm thanh lý hàng gì bên em có nhé, thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 349. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng các bác trên khắp mọi miền tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video để vệ sinh sơ qua cho bác khách. Em sẽ chuyển nó thành một màu đen cho nó đồng nhất để bác bày cho nó gọi là đẹp mắt một chút thôi. Tất sớm một tí. Đấy thôi, không quan trọng, chất lượng là được rồi. Chất lượng đặt lên hàng đầu, hình thức không quan trọng phải không bác? Nên là nhiều bác mua những sản phẩm bên em nó là cân đẹp nhưng mà do vận chuyển nó bị xứt xa một chút thì các bác cũng thông cảm cho bên em nhé. Đến lệch như thế này bác khai ngày vẫn ok đúng không? Vâng, vẫn ok.
kể cả xước sáp, nhiều cái nó xước sáp thì cũng các bác mong các bác thông cảm nữa, do hàng bãi thì nó phải có những cái điểm xước, điểm điểm kiếm khuyết của hàng bãi đã trải qua sử dụng. Đối với người dùng một đôi thì người ta cảm thấy là một đôi đấy, như bên em vận chuyển đôi khi nằm lúc hàng trăm, hàng vài trăm đôi thì vận chuyển nó, do bên vận chuyển nó qua mấy cầu mới về đến Việt Nam, chứ không phải là về ngay một phát một cầu về đến mình thì có mẹ tốt quá. Vâng, và em xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.